Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dai Long Fitness. Hôm nay chúng ta sẽ đến với những cái bài tập tốt nhất dành cho cơ vai cùng với tạ đơn. Đầu tiên là bài nâng ngang với tạ đơn. Với cái bài tập này, các bạn sẽ lựa chọn mức tạ phù hợp. Nâng ngang lên, khuỷu tay đưa cao, lên thở ra, xuống hít vào. Chuẩn bị. Vào tập. Go. 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Bài 2, các bạn sẽ đưa tạ đơn về phía trước, luân phiên từng bên tay. Lưu ý là giữ cho cái tạ ở mức song song với xà nhà, thì các bạn giữ lại một nhịp một chút và thở ra, lên, thở ra, xuống, hít vào, tập luân phiên tay. Vào tập. Go. 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Bye bye, các bạn đứng thẳng, lựa chọn mức tạ phù hợp, đẩy lên cao. Xuống hít vào, đẩy lên, thở ra. Lưu ý là các bạn đừng có bẻ cong cái cổ tay nha. Mắt giữ thẳng, lưng giữ thẳng, nhìn về trước. Go. Bắt đầu tập. 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Bài 4, chúng ta sẽ tập vai rộng từng bên, và bài này có thể khắc phục những bạn bị lệch vai. Các bạn sẽ nâng bên trái, nâng ngang lên, thở ra, xuống, hít vào, tay còn lại các bạn vẫn cầm tạ để giữ cho cơ thể thăng bằng. Go. Bắt đầu tập. 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Bài tiếp theo, các bạn sẽ nâng tập vai ở bên trái. Các bạn lựa chọn một cặp tạ giữ thăng bằng, nhưng chỉ nâng một bên. Nâng lên, thở ra, xuống, hít vào. Nâng cánh tay bên phải nha. Lên, thở ra, xuống, hít vào. Go. Vào tập. 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Bài tiếp theo, các bạn sẽ xoay tạ đơn và đẩy. Đầu tiên là các bạn để tạ trước mặt, lòng bàn tay hướng vào trong. Sau đó các bạn xoay mở rộng ra ngoài và tiếp tục đẩy lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Một nhịp. Co Go. Vào, hít, 30 lên, thở seconds. Ra. Bắt đầu. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Bài tiếp theo, các bạn sẽ đẩy từng bên tay với tạ đơn. Các bạn sẽ lựa chọn mức tạ phù hợp. Khi các bạn đẩy bên tay trái thì các bạn sẽ giữ cố định bên tay phải và làm ngược lại luân phiên mỗi bên tay. Xuống hít vào, lên, Go. Thở ra. Bắt 30 đầu. Seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left.
10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Tiếp theo các bạn sẽ tập phần vai ở phía trước, nâng cùng lúc cặp tạ đơn lên. Các bạn hãy đứng thăng bằng, mắt nhìn về trước, gồng chặt cơ bụng một chút. Khi các bạn nâng lên thì các bạn hơi xoay nhẹ cổ tay lại một chút. Lên, thở ra, xuống, 30 second. Vào tập. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Bài cuối cùng tập cơ vai, phần vai ở phía sau. Các bạn sẽ gập người xuống, giữ lưng ở mức 45 độ. Sau đó lựa chọn mức tập phù hợp, nâng từng bên lên với cánh tay của bạn song song với sàn nhà. Lên thở ra, xuống hít Go. Vào, trái 30 phải second. Luân phiên. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Rồi, vừa rồi là rất nhiều bài tập vai để giúp các bạn xây dựng một cái phần cơ vai to, bự và săn chắc. Nếu mà bạn nào chưa biết kỹ thuật một cách chi tiết hơn hoặc là muốn được xây dựng một cái chương trình tập đầy đủ với những hướng dẫn chi tiết hơn dành riêng cho bạn thì ký inbox fanpage đăng ký khóa học online của Rylan Fitness để được hướng dẫn chi tiết hơn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Rylan Fitness.